Hello, xin chào các bạn. Mình lại giới thiệu với các bạn một cái thủ thuật nhỏ trong Excel, đó là cái cách để sử dụng cái hàm sum if tính tổng theo một cái điều kiện nhất định nào đó. Thì các bạn đã từng tính tổng rồi đúng không ạ? Và tính tổng thì chúng ta thường sử dụng hàm sum đúng không? Đây, ví dụ như mình sử dụng hàm sum và mình đã có một cái video clip giới thiệu về cách để cho nó tự động điền nhanh cái hàm sum, đó là chúng ta sẽ nhấn phím Alt T và dấu bằng. Ở đây mình sẽ không gõ cái công thức mà mình sẽ nhấn Alt T dấu bằng, sau đó mình Enter thì coi như là mình đã có cái hàm sum ở đây rồi, rất là dễ đúng không các bạn? Tuy nhiên trong một số cái tình huống mà mình cần phải tính toán theo một cái điều kiện nào đó thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng hàm sum if các bạn nhé. Ví dụ như là mình cần tính tổng của những con số ở đây mình cho là lớn hơn 15.000 đấy, lớn hơn hoặc bằng 15.000 nhé. Đấy, mình tính tổng cho cái con số này nè. Đó, mình sẽ tính tổng thử. Thì lúc này các bạn thấy rằng đó là mình đã có một cái điều kiện rồi đó. Tính tổng nhưng mà chỉ tính những con số nào lớn hơn 15.000 thôi, hoặc là mình tính tổng nhưng mình tính tổng theo từng cái cửa hàng nào đó. Ở đây các bạn thấy là mình có cửa hàng ở quận 1, cửa hàng ở quận 2, nhưng mà bây giờ mình muốn tính tổng là tính tiền ở cửa hàng quận 1 thôi, hoặc là tính tiền ở cửa hàng ở quận 2 thôi, thì lúc đó là những cái tổng nhưng nó kèm theo một cái điều kiện phía sau. Như vậy trong tình huống này chúng ta sẽ sử dụng cái hàm sum if các bạn nhé. Đây có hai cách chính để sử dụng hàm sum if. Đây, cách đầu tiên là các bạn sẽ gõ chữ sum if giúp mình nhé, sum if. Rồi sau đó chúng ta sẽ bôi đen cái khu vực này, là cái khu vực mà xin lỗi, bôi đen khu vực này thôi nhé, trừ cái số tổng cuối cùng ra. Sau đó các bạn sẽ điền giúp mình là cái điều kiện ở đây thì các bạn sẽ phải để nó ở trong một cái dấu ngoặc kép. Chưa, chúng ta chưa gõ xong nhé, chúng ta chưa gõ xong lại đây. Chúng ta sẽ để cái điều kiện ở trong một cái dấu ngoặc kép, ví dụ như là lớn hơn hoặc bằng 15.000 đó, lớn hơn hoặc bằng 15.000. Thế thì bây giờ lớn hơn hoặc bằng 15.000 thì nó sẽ có ba thằng này cộng lại với nhau là 65.000 là chính xác rồi các bạn nhé. Ok rồi, bây giờ á, đây là cách đầu tiên nhé. Chúng ta sẽ chọn cái dãy mà chúng ta cần tính tổng, sau đó chúng ta sẽ đưa cái điều kiện vào đây, và cái điều kiện này thì nó sẽ áp lên từng cái thành phần ở trong cái dãy này luôn đó. Rồi cái tình huống thứ hai đó là chúng ta sẽ kiểm tra những cái điều kiện, nhưng mà cái điều kiện nó nằm ở bên ngoài cái cột C này, cái cột doanh số này, thì chúng ta sẽ cũng sử dụng cái hàm sum if luôn. Ví dụ nè, mình sẽ sử dụng cái hàm sum if nhưng mà mình chỉ tính tiền ở cửa hàng ở quận 1 thôi, thì đầu tiên á là mình sẽ bôi đen cái cột, cái khu vực mà chứa những cái cửa hàng của mình. Đây đó, đây mình sẽ bôi đen nhé, sum if. Rồi ở đây á thì các bạn sẽ cần phải mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép rồi gõ vào cái chữ là quận 1, nhưng các bạn có thể gõ cái chữ quận 1 bên cạnh rồi chúng ta chọn luôn. Thì các bạn tưởng tượng nhé, E3 này nó chính là cái chữ quận 1 đấy. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn và bôi đen cái khu vực mà chúng ta sẽ tính tổng khi cái điều kiện nó đúng, nghĩa là từ A2 tới A5 cái thằng nào nó có giá trị giống với cái thằng E3 thì hãy tính tổng cái vị trí tương ứng ở trong cái cột C2 tới cột C5. Thế thì các bạn sẽ nhìn thấy kết quả của mình nè. Đấy, ở quận 1 mình là có hai thằng, thằng 10.000 và thằng 15.000. Như vậy mình tính tổng nó là được 25.000 rồi. Đó, các bạn biết cách sử dụng hàm if, sum if chưa ạ? Bây giờ mình sẽ làm một lần nữa nhé. Sum if đó. Rồi, sau đó mình sẽ bôi đen cái khu vực để mình có thể so sánh cái điều kiện của mình đấy. Rồi sau đó là cái điều kiện, thế điều kiện của mình là quận 2 nhé. Các bạn có thể gõ cái chữ quận 2 vào, hoặc là các bạn chọn ngay cái phía bên đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ bôi đen cái khu vực mà chúng ta sẽ tính tổng, các bạn để ý giúp mình nhé. Rồi ok chưa? Rồi đây là cách để chúng ta sử dụng hàm sum if. Tuy nhiên nếu như các bạn sử dụng hàm sum if ở trong một cái bảng, sau đó các bạn kéo đi thì các bạn phải cẩn thận vô cùng luôn. Đây mình lưu ý các bạn nè, các bạn nhìn thật kỹ nè, nhìn thật kỹ nha các bạn. Mình tính tổng ở trên đây, sau đó mình muốn kéo cái thằng này xuống để nó áp cho quận 2. Các bạn để ý giúp mình nhé. Đây. Đấy, mình kéo thằng này xuống để cho nó để nó áp cho quận 2. Thì các bạn sẽ nhìn lại nè, cẩn thận để thôi nó sai nè. Các bạn thấy không ạ? Cái thằng này nè, cái khu vực nè, quận á nó đã bị kéo dịch xuống một ô, và cái thằng doanh số nó cũng bị dịch xuống một ô. Như thế này là không chính xác. Nếu các bạn có thêm một quận 3, quận 4 thì cái dãy này nó sẽ bị chạy xuống nữa. Đây cái khu vực bôi đen này các bạn nhìn con trỏ chuột mình nhé. Đó, như vậy là không chính xác. Như vậy nếu như các bạn thường tính nó trong cái bảng á và sử dụng hàm sum if á, các bạn nhớ nhớ lại cho mình một cái video clip trước đây mình đã nói với các bạn về cái cách sử dụng cái dấu đô la đó, là chúng ta sẽ nhấn cái phím F4. Chúng ta sẽ nhấn cái phím F4 các bạn nhé, để chúng ta cố định cái dãy mà chúng ta cần kiểm tra hoặc cái dãy chúng ta cần tính tổng lại.
thì lúc này các bạn có kéo cái hàm này đi xuống á, thì nó cũng sẽ không bị thay đổi. Đây các bạn sẽ nhìn lại nhé. Đó các bạn thấy không? Cái khu vực này nó sẽ không bị thay đổi. Cho dù các bạn có 5, 10, 20 cái điều kiện khác nhau thì khi các bạn kéo xuống cái nội dung ở trong cái khu vực này đó đã được cố định rồi. Do đó chúng ta sẽ luôn luôn tìm ra được cái giá trị chính xác. Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu xong với các bạn cách tính hàm sum if. Các bạn nhớ lại nhé, hàm sum if chúng ta có hai cách sử dụng chính. Một là chúng ta kiểm tra điều kiện ngay bên trong cái cột chúng ta tính tổng luôn. Hai là các bạn sẽ kiểm tra điều kiện ở bên ngoài cái cột mà chúng ta sẽ tính tổng. Thì các bạn hãy xem lại cái video clip này và các bạn hãy thực hành đi thực hành lại nhiều lần để cho quen các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video clip này. Các bạn nếu có câu hỏi, có thắc mắc hoặc là có đóng góp gì cho mình, xin vui lòng comment phía bên dưới, mình sẽ phản hồi lại câu hỏi của các bạn nhé. Và nếu được các bạn hãy vui lòng cho mình xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like để mình có động lực tiếp tục làm những cái video clip tiếp theo. Ngay bây giờ thì xin mời bạn hãy click chuột vào cái video bên trái hoặc bên phải màn hình để xem những thủ thuật mới các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.